Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáu Vlog. Hôm nay thì mình đã tiếp tục lên cửa hàng Yamaha để quay cho tất cả mọi người xem về mẫu xe Yamaha Exciter ở phiên bản màu xanh GP nha các bạn. Mình thấy rất là nhiều các bạn đam mê cái màu sắc này. Hiện tại ở phiên bản màu xanh GP này thì có giá rẻ nhất nha các bạn. Đây là một màu sắc mà hiện tại có giá rẻ nhất của mẫu xe Exciter 150. Hiện tại ở phiên bản màu xanh GP này đang có giá là 46 triệu 500 ngàn đồng thì đã bao gồm giấy tờ và phí đăng biển số nha các bạn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây, về phần đầu đèn của xe thì sử dụng bóng LED nha các bạn. Đây, sử dụng bóng LED và cái phần đèn cốt sẽ ở hai bên, là phần pha sẽ ở giữa nha. Đây, về phần mặt nạ trước thì đây là một màu xanh GP và có cái phần tem màu đen này các bạn. Tem màu đen và ở phía bên này thì có cái logo 150cc nha. Đây, về phần rè trước của xe thì cũng là màu xanh luôn. Đây là một phiên bản Exciter có màu sắc của năm 2019 nha các bạn, chứ không phải là màu sắc mới của năm 2020. Ở phiên bản mới của 2020 thì cái phần đuôi sau sẽ là màu xanh hết nha các bạn. Và đây cũng là một trong những cái cách mà các bạn có thể phân biệt. Đây, cái phần màu tem các bạn có thể phân biệt giữa đời 2019 và năm 2020 rất là đơn giản. Đây, cái phần đuôi sau của xe thì ở phiên bản đời 2019 thì nó là màu đen, các bạn có thể nhìn thấy. Nó là màu đen. Và cái phần bánh trước và sau của xe thì vẫn là bánh IRC nhá. Đây là phiên bản của đời 2019. Còn phiên bản của đời 2020 thì bánh trước sau của xe sẽ là bánh Maxxis và cái lốp trước là gai vặn ngược nhá. Rồi, và đây là một phiên bản màu sắc của năm 2019. Hiện tại ở phiên bản màu xanh GP ở phiên bản đời 2019 này đang có giá là 46 triệu 500 ngàn đồng thì đã bao gồm giấy tờ và phí đăng biển số nhá. Cái màu sắc này cũng rất là đẹp và mình thấy rất là nhiều người yêu thích. Có những người thì có thể là yêu thích cái màu sắc mới của năm 2020, nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn vẫn yêu thích cái màu sắc của năm 2019 này nha các bạn. Mình thấy cái phiên bản 2019 này nó sẽ rất là đẹp hơn ở màu xanh này, bởi vì là nó có cái màu đen với màu xanh nó pha với nhau, nhìn nó có vẻ là thể thao hơn. Đây, chính thức động cơ thì cũng vẫn sử dụng cái động cơ là SOHC với dung tích là 150cc với công suất tối đa là 15,4 mã lực và hộp số là 5 cấp nha các bạn. Đây, về dung tích nhớt của mẫu xe Exciter 150 là dung tích nhớt là 950mm nha. Đây, có tem Yamaha và có chữ 150 màu đen IM nha. Đây là phiên bản GP. Đây, về phần bánh trước và sau của xe thì được sơn màu xanh chung với cái màu sắc của xe nha các bạn. Đây, về phần đuôi sau thì là thiết kế xi nhan tách rời. Mình thấy rất là nhiều các bạn thì khi mua chiếc xe này về có thể độ lại phần xi nhan nha. Đây, về phần lốp xe là sử dụng lốp là 120. Đây, 70-17 nha, thông số lốp vẫn giống với cái thông số lốp 120 của phiên bản đời 2020 nha, chỉ khác là ở phiên bản đời 2019 thì lốp là lốp IRC nha. Còn phiên bản đời 2020 thì lốp thì sẽ là lốp của Maxxis và cái trọng lượng của xe này là 117kg nha các bạn. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem. Do là mẫu xe này là mẫu xe mới nên là chưa được gắn cái gác chân nha các bạn. Đây, chưa được gắn gác chân. Đây là mẫu xe hoàn toàn mới. Đây, về phần yên của xe thì do mẫu xe mới là được bọc rất là kỹ nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn rất là chi tiết ở cái video này về cái màu sắc là màu xanh GP. Mình sẽ quay cho các bạn xem về phần đồng hồ của xe nhé. Đây, về mặt đồng hồ của xe là full LCD hoàn toàn thì có báo rất là rõ về thông số ở km, quãng đường, ở nhiên liệu nha. Thông số báo đầy đủ hết. Và ở phía bên tay phải của xe thì ở các đời phiên bản của 2019-2020 thì đều có nút bật tắt động cơ tạm thời. Đây là một trong những cái công nghệ rất là giống với các mẫu xe phân khối lớn nha các bạn. Đây, phần tắt động cơ tạm thời thì các bạn sẽ không phải cú xuống dưới để bật cái tắt cái chìa khóa này nữa trong cái trường hợp khẩn cấp nha. Các bạn sẽ bật cái nút này một cái là máy sẽ tắt, và các bạn chỉ cần bật lại là có thể là nổ máy nha các bạn. Rất là tiện lợi. Và bên tay trái này thì cũng có các nút như là nút passing, passing xin vượt đây các bạn. Passing xin vượt, đèn cốt pha, xi nhan trái phải hay nút còi. Đó, đây là trong những một trong những cái rất là tiện lợi của mẫu xe Exciter. Mà đồng hồ rất đẹp cho các bạn. Đồng hồ full LCD hoàn toàn, nó có các nút báo vòng tua máy hay là báo số đầy đủ hết nha. Rồi, về phần côn của xe mình thấy là rất là nhẹ các bạn. Mình đánh giá là nhẹ nhất trong các phân khúc 150cc. Và hiện tại cái phần côn của Exciter 150 đúng với cái tên gọi là ông vua đường phố, khi mà đi di chuyển trên phố thì sang số cũng như bóc côn rất là nhẹ nhàng nha.
hay một màu sắc rất là đẹp. Mình thấy rất là nhiều các bạn yêu thích cái màu sắc này là màu xanh GP nhá. Và về giá của mẫu xe này hiện tại cũng chỉ có giá là 46.500.000 đồng thôi nha các bạn, là đã bao giấy tờ và phí ra biển số rồi. Vì hiện nay thì bên Yamaha vẫn có chương trình là mua vừa con tay tặng ngay phí trước bạ nha các bạn. Đây, nhìn kiểu này thì rất là đẹp các bạn. Một màu xanh và có tem màu đen, và đằng trước cũng có logo của Yamaha nha các bạn. Và ở phần đằng trước này đây cũng có còi ở bên trong này nha các bạn. Đây, có còi ở bên trong này. Với một thiết kế của Yamaha X-Setter thì được đánh giá cao về mặt thiết kế nha. Rất nhiều các bạn yêu thích cái mẫu mã cũng như kiểu thiết kế của mẫu xe X-Setter 150 với kiểu dáng thiết kế rất là hầm hố. Đây, mình quay ngang các bạn như này các bạn sẽ thấy rất là đẹp luôn. Đây là một màu sắc GP nha, với một màu xanh rất là đẹp. Đây các bạn, mình sẽ quay cho các bạn xem. Về bánh trước thì sử dụng là thông số lốp là đây. Thông số lốp là 90-80-17 nha các bạn. Thông số lốp là 90-80-17. Sử dụng thắng đĩa. Đây các bạn, về phần két nước với cổ bô của xe. Đây, động cơ là SOHC, hộp số 5 cấp. Và mọi người cũng đang rất là trông mong cái sự nâng cấp của X-Setter 150 nha các bạn. Có thể sẽ nâng được cái động cơ lên là 155 hay là sử dụng cái hộp số 6 cấp nha các bạn. Và cũng có thể là khắc phục được cái phần phục trước của mẫu xe này. Khi mà đi trên đường phố thì sẽ rất là êm ái, nhưng mà khi vào cái đường gồ ghề thì có thể nó sẽ yếu hơn nha các bạn. Và một màu sắc rất là mới và rất là đẹp luôn. Mình sẽ mở cho các bạn xem về phần cốp của xe nha các bạn. Đây, mình sẽ các bạn cốp của xe. Ở phần chìa khóa này thì các bạn mở khóa cốp đằng sau thì các bạn chỉ cần vặn qua bên trái nha, thì sẽ có thể là mở được cốp đằng sau rồi. Các bạn sẽ không phải mở riêng biệt như ở đằng sau như các đời trước nữa. Đây, ở trong cốp thì sẽ có cái sổ bảo hành cũng như là sách hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Đây, sổ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng. Đây, khi các bạn đi bảo hành thì các bạn có thể cầm cái quyển sổ đi nha. Ở trong cốp thì đây là một mẫu xe thể thao Wannabon nên là không có cốp đựng đồ nha các bạn. Ở trong này sẽ có cái mốt. Đây, ở những cái phiên bản này thì sẽ có cái mốt định vị tìm xe trong bãi nha các bạn, với khoảng cách là 20m. Rất là tiện lợi nha. Thì các bạn mà bỏ xe trong bãi giữ xe, các bạn muốn tìm xe thì các bạn chỉ cần bấm nút này thôi, thì xi nhan nó sẽ nháy lên mà nó phát hiện tiếng kêu, thì các bạn sẽ rất là dễ để tìm xe ở trong bãi nha các bạn. Đây là một trong những cái tính năng mà mình thấy rất là thích. Có định vị tìm xe trong bãi giữ xe, các bạn không phải đi kiếm từng chiếc xe mà xem xe mình ở đâu nha các bạn. Đây, mẫu xe này trong cốp nó chỉ có vậy thôi nha các bạn, không có cốp để đồ. Do xe mới đây chưa được gắn bình nha các bạn, bình sẽ được gắn ở trong này. Ở đây có dây bình nha các bạn. Đây, xe mới đây là chưa được gắn bình nha. Đây, ở trong cốp thì chỉ có sổ bảo hành sẽ được sử dụng, với lại có thêm cái đập mót khi các bạn tìm xe trong bãi nha. Và mình sẽ đóng cái cốp này lại. Rồi, một mẫu xe mà được mệnh danh là ông vua đường phố và được rất là nhiều các bạn quan tâm, và màu xanh GP. Thì mình đã quay cho tất cả mọi người xem về cái màu xanh này rồi, thì mọi người có thể là chọn lựa cho mình một mẫu xe ưng ý nhất rồi các bạn. Hiện tại thì ở phiên bản màu xanh GP, màu trắng đỏ và màu cam đen thì đều có giá là 46.500.000 đồng nha các bạn. Đây, và ở phiên bản này cũng chỉ có giá là 46.500.000 đồng thôi. Thì các bạn có thể đến cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam, nằm ở khu vực địa chỉ là thị xã Azunba, tỉnh Gia Lai nha các bạn. Các bạn có thể đến đây và chọn cho mình một chiếc xe ưng ý nhất nha, với giá chỉ 46.500.000 thì đã bao gồm giấy tờ và phí ra biển số rồi. Rồi, rất là đẹp. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm ở đây thôi. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi các bạn luôn theo dõi cái video mới nhất của 6 Vlog nhé. Khi các bạn mà xem cái video của mình, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để được theo dõi cái video mới nhất nha các bạn. Mình sẽ cập nhật về giá xe thường xuyên để cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.